làm gì cũng được, miễn là cái việc mà không liên quan tới pháp luật, không liên quan đến đạo đức là được, đúng không nhỉ? Hãy làm cái việc mình yêu thích, chứ đừng có làm cái việc để người khác yêu thích, để rồi bạn lại buồn, để rồi bạn lại mất cái cảm hứng trong công việc. Trước đây thì tôi đã làm 4 năm trong nhà nước, và cái niềm tin là làm nhà nước sẽ là ổn định, là sẽ là cuộc sống sau này nọ kia, nghe theo bố mẹ, nghe theo nhiều người, nghe theo các cái niềm tin trước đây của tôi, thì thực sự tôi nghĩ đó là những cái sai lầm. Và sau này khi làm công việc tự do, mình tự do kiếm tiền, tự do sống cuộc sống như mình mong muốn, yêu thích rồi, thì thực sự tôi rất hạnh phúc khi mình đang làm việc vừa làm nhưng lại cảm giác giống như để chơi với công việc nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn trong cái công việc mà quan trọng nhất là nó giúp đỡ được nhiều người nhờ cái công việc của mình. Tính ra thì nó cũng rất là ý nghĩa. Có những lúc mà cái công việc của tôi lựa chọn cũng là đam mê, nhưng cũng sẽ gặp cái khó khăn đấy. Tôi cũng muốn bỏ cuộc, tôi cũng muốn rằng là mình suy nghĩ lại xem cái con đường mình đi liệu có đã là ổn chưa, đã là đúng chưa, hay là nó có bị rằng là nó đang sai đường hay không. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tôi mới phát hiện ra rằng là có thể lúc đó là do tôi bị quá tải trong công việc. Lúc đó là tôi phát hiện ra là tôi cần phải nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi đi chơi, nghỉ ngơi đi bộ nhiều hơn, đi vào các cái nơi im lặng nhiều hơn, và tôi lại phát hiện ra rằng là thực sự đó là cái đam mê của mình, đó là cái thứ mà nó giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn. Cho nên là đôi khi công việc nào vậy đó nó cũng sẽ có những căng thẳng, và nó hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và làm đúng cái sở thích của mình. Thì bạn sẽ là người mà không còn bị mệt mỏi nữa, mà thực sự công việc nó có ý nghĩa, đúng không nhỉ? Đó là cái tâm sự chia sẻ nhỏ của tôi thôi. Cảm ơn bạn nhé.